102 ca lượt thả tương tác mà trong đó có hơn 40 ca lượt thả anh vi trong 5 tiếng đồng hồ. Thanh niên reo, bạn nói xem gì sao mình phải trả lời gamer thủ. Đang là anh buồn quan nhất ngày hôm nay. Khắp nơi mọi người đều đang đặt câu hỏi về anh chàng này. Anh ta đang nghĩ gì, điều gì đã khiến anh ta rờ? Cờ, trả lời khó ở đến vậy. Cứ cho rằng theo chuẩn của anh thì inbox khơi khơi gỏi mèo mua đâu là bất lịch sự, thì nhiều người cũng thắc bận rộn việc gì phải đăng cả tên và thông tin gamer thủ nữ kia lên. Nhưng tạm thời không liên lạc được với R. Cờ nên thôi mình cùng trao nhanh với cô nàng trong đoạn tin nhắn nhé. Chủ nhân đoạn tin nhắn cần một lý do để trả lời. Đoạn ta tớt R. Cờ gây tranh cãi. Nhiều người không biết cách đặt câu hỏi rê, chả biết có ý muốn gì. 1. Nếu muốn cầm chuyện làm quen thì có thể quen con mèo xinh là được rồi. 2. Nếu muốn biết mua mèo ở đâu thì thân thiết hơn hẳn gỏi, chứ không quen không biết gì thì sao rờ. Cờ phải trả lời câu hỏi của gamer thủ. Bạn đang nghĩ gamer thủ là ai? Mối quan hệ thân sơ nó quyết định khá nhiều đến cách giao tiếp và nội dung câu hỏi gamer thủ được phép đặt. Nên giao tiếp với bất kỳ ai cũng nên dùng não suy nghĩ trước khi gọi. Đừng dùng cái thứ trên cổ của gamer thủ chỉ để đội mũ. Lãng phí. Liên lạc với phường N, gamer thủ nữ với nhu cầu gọi mua mèo, cô bột bạch, thật lòng ngoài chuyện muốn gọi gamer thủ quý mua mèo ở đâu ra thì mình không còn ý gì khác. Mình không biết gamer thủ đó là ai, nổi tiếng đến thế nào nhưng bỗng nhiên Dương đăng thông tin mình lên thế này khiến mình cảm thấy rất khó chịu. Bản thân mình cũng xin lỗi và muốn dừng mọi chuyện lại, hy vọng gamer thủ mới sớm xóa bốt. Ai là gamer thủ của phường N cũng biết dạo gần đây cô đang kiếm mèo để nuôi. Cô tự cho rằng cách hành xử của bản thân cũng hơi thái quá vì không quen không biết lại nhắn tin cho anh chàng này. Hiện tại, cộng đồng mạng livestream và comment khá nhiều. Mình xin phép khóa Facebook trong những ngày tới. Trang cá nhân của phường N đã khóa lại nhằm tránh những phiền phức không đáng có.